Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc thì có 45 người, có tới 38 người có chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên, đã khiến cho dư luận bất ngờ. Theo đó thì số cán bộ còn nhiều hơn cả số nhân viên. Và ngày hôm qua, phóng viên Cuộc sống 24 giờ đã có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Minh Quân, giám đốc của sở này để có thông tin chính xác và cụ thể. Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong số 45 công chức hiện nay của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc thì có tới 38 người làm cán bộ cấp phòng trở lên và chỉ có 7 chuyên viên. Trao đổi với phóng viên VTC, giám đốc sở cho biết thông tin này đúng nhưng chưa thực sự đầy đủ. Trên thực tế, Sở Giáo dục Đào tạo có 57 người, ngoài 51 cán bộ, công chức, viên chức thì còn có 3 người ở ban quản lý và 3 người đã được điều đi biệt phái. Trong số đó, có 35 người giữ chức vụ từ giám đốc đến các trưởng phó phòng. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là bởi trước đây, sở có 13 phòng ban, sau đề án tinh giản của tỉnh thì còn 10 phòng ban. Việc bố trí các vị trí mới cho chuyên viên thì dễ dàng hơn đối với các lãnh đạo. Ở trong một cái phòng mà chỉ toàn lãnh đạo như thế thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Cái đó thì cái vận hành, cái hoạt động thì có lẽ là ta không nên đề cập đến. Vì là cái thực ra cái đối với một đồng chí là lãnh đạo phòng thì đồng chí cũng là một chuyên viên mà có phụ cấp trách nhiệm. Thế thì người làm lãnh đạo phòng ban ấy thì có cái phần trách nhiệm cao hơn, yêu cầu cao hơn về công việc. Chứ không phải là trưởng phòng, phó phòng là ngồi chơi mà chỉ có chuyên viên mới làm việc. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết, hiện sở vẫn đang tiếp tục sắp xếp lại vị trí của cán bộ, nhân viên của sở, sao cho phù hợp với chức vụ đã từng đảm nhận cũng như chuyên môn của mỗi người. Có một đồng chí là trưởng phòng pháp chế, thì chúng tôi vừa mới điều về làm phó hiệu trưởng trường chuyên. Một đồng chí phó trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp thì làm phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Hòa, chẳng hạn như thế. Thế còn một số các đồng chí khác nữa. Dự kiến đến cuối tháng 9, việc sắp xếp này sẽ hoàn thành. Việc bổ nhiệm hay điều chuyển cán bộ, công nhân viên đều thuộc quyền của giám đốc sở.